Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Coldplay, Seohyun và tài tử Rap Lee 1988 thành yếu tố bùng nổ bất ngờ trên thảm đỏ Bắc Sang. Nhưng mặt em út SNSD sao thế này? Nhìn xa, Seohyun và tài tử Rap Lee 1988 trông cực kỳ đập đôi quyền lực trên thảm đỏ Bắc Sang. AWAT 2020, những gương mặt của mỹ nhân nhóm SNSD lại khiến dư tình ngã ngửa. Hôm nay trên thảm đỏ Bắc Sang, AWAT 2020 trở thành sự kiện tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ. Điều đặc biệt, cặp đôi được mong đợi sẽ xuất hiện bên nhau như Son Jae-jin, Hyun Bin, Park Bo Gum, Suzy lại né nhau đến mức đáng nò. Điều này không khỏi khiến công chúng thất vọng. Rất may là Park Sang vẫn được cứu vớt nhờ một cặp đôi bùng nổ bất ngờ Chemistry trên thảm đỏ, đó chính là Seohyun của SNSD và Go Kyung Bio chuẩn bị cùng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng, khiến truyền thông công chúng vô cùng bất ngờ với visual đỉnh cao tương xứng khí chất như ông hoàng bà chuối trên thảm đỏ. Cặp đôi chọn trang phục rất phù hợp, khoe trọn đôi chân dài hợp rơ, nhưng đáng nói gương mặt cứng đờ, đường nét khuôn mặt sắc lẹm khác lạ của Seohyun lại gây tranh cãi. Seohyun của SNSD và Go Kyung Bio quyền lực khí chất mút ngàn khiến thảm đỏ Bắc Sang sáng bừng lên. Cặp đôi chân dài rất xứng đôi vừa lứa với nhau. Tuy nhiên, dân tình lại đặc biệt dán mắt vào gương mặt cứng đờ và vô cùng khác lạ của Seohyun. Cô em út xinh đẹp của SNSD ngay lập tức vướng nghi án thẩm mỹ, khiến đường nét khuôn mặt trở lên mất tự nhiên. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Seohyun thay đổi vì cách trang điểm lạ lùng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.